Hello các bạn, lại là Quang Béo đây, đến từ siêu thị ô tô Hà Nội. Và trời đang nắng quá nên Quang cũng đem tới cho các bạn một siêu phẩm cực kỳ nắng luôn nha. Nắng đó chính là hot. Đây, Toyota Fortuner bản Legender. Đây chính là Fortuner Legender sản xuất 2022, máy dầu. Giá hiện tại chỉ có 1 tỷ 100 triệu là phần cuối để các bạn cùng xem với Quang tới hết video này nha. Đây, xe được sở hữu nước sơn màu trắng. Và tại sao Quang nói con xe này cực kỳ nắng, cực kỳ hot? Đó chính là con xe này vừa mới lăn bánh ra khỏi hãng, chạy về nhà xong rồi chạy đi vài chuyến Vũng Tàu về, mới có 1.000 cây thôi đó nha. Đây, bản Legender, bản full đèn LED nè, mặt ga lăng. Đây các bạn, giờ cái mặt là các bạn thấy là bản này bản Legender rồi, cũng có cảm biến nè, rồi cũng có cả camera 360 luôn đó. Nước sơn còn rất là đẹp luôn ha. Xe này về là chắc là Quang chỉ rửa nước lã là cho lên showroom thôi, nó quá đẹp đi. Con này không có một cái chỗ nào mà để chê hết luôn. 1.000 cây mà còn đẹp hơn cả xe hãng nữa. Về phần mâm là mâm phay hai màu nè. Đó, thông số kích thước lớp là 265/60R18. Mâm cực kỳ đẹp, Quang cực kỳ thích cái mâm của bản Legender. Gương gặp chỉnh điện tích hợp xi nhan báo rẽ, cùng với đó là cảnh báo điểm mù và có cả phần camera 360 phía dưới. Cũng có cả giá nóc. Đây, nó cực kỳ chắc luôn. Quang cực kỳ thích cái con này luôn á. À, cũng có cả viền rơm nè, dán phim nè. Đây, tay nắm cửa cũng đã được chủ người ta ốp rơm lên nè để cho đỡ chày ha. Có cả nút bấm, có cả bệ bước luôn. Bệ bước đây là bệ bước zin của xe luôn. Thường những cái dòng Fortuner này đều có bệ bước zin hết để cho các bạn nữ dễ dàng bước vào bên trong xe. Đây là bản dầu, đây chủ người ta cũng kỹ, người ta dán chỉ dầu lên. Về phần đằng sau, Legender, nó giờ đằng sau cực kỳ, nói chung là không biết phải nói diễn tả sao, nó quá đẹp, quá cực kỳ đẹp luôn. Quang cực kỳ thích, kể cả Quang, Quang còn mê cái dòng này. Nếu Quang có tiền Quang cũng sẽ lấy con này thôi. Đó, đèn full LED luôn, cảm biến lùi nè, camera lùi đầy đủ hết. Xe mang biển phố, xe mang biển số 51K biển thành phố, mà biển số còn cực kỳ đẹp nữa. Đây, 53462 là sinh tài bốn mùa lộc mãi. Đó, biển số siêu đẹp ha. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ mở cái khoang cốp lên đi. Con này là cốp điện nha. Đây, đó, Quang đang mở lên. Cũng có cả cửa gió luôn, cái đuôi gió luôn nha các bạn. Đây, đó, đây là cái phần khoang đằng sau. Cực kỳ đẹp luôn, nói chung là xe còn quá mới đi, 1.000 cây mà không biết phải diễn tả như thế nào đi. À, quá đẹp. Ở nội thất các bạn dòm đi, nó rất là đẹp ha. Đầy đủ đồ nghề, đầy đồ nghề thì sẽ nằm bên đây, bánh sơ cua thì sẽ nằm ở phía dưới. Và ok, riêng cái bản Legender này chúng ta sẽ có thêm một cái loa ở ngay đây nữa. Đây, mời comment tới đây, có một cái loa phần nằm ngay đây nè. Đó, loa, thêm một cái loa nằm ở đằng sau ngay đây là để cho chúng ta âm thanh vòm các bạn, âm thanh nó nghe chắc hơn, nghe hay hơn. Và bây giờ chúng ta cùng vào bên trong khoang nội thất đi. Xe 1.000 cây, quá đẹp. À, đây, vào bên trong khoang nội thất. Nội thất thì nó sẽ khác với những cái bản Fortuner bình thường, đó chính là ghế da sẽ là hai màu. Đây, màu đen và pha lẫn thêm màu đỏ nữa. Đó, cũng tapi của chúng ta cũng có màu đỏ luôn ha. Và sàn cũng là sàn nỉ nè. Đó, cũng có chủ người ta lót thêm một cái simili nữa để cho dễ dàng vệ sinh. Đó, cũng có cả những cái cổng sàn đằng sau, cửa gió thì ở phía trên đây. Chân cũng là chân màu đen, tay dơ chạm và cũng sẽ đỡ dơ hơn. Đó, chân màu đen. Và đằng sau của chúng ta cũng có cả cửa gió luôn. Thì giống như hồi nãy các bạn đã mở cớ lần là các bạn cũng đã thấy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lên khoang ghế tài đi. Tại vì nói chung là riêng cái con này á là Quang đã thích từ lâu rồi. Đó, nên Quang cũng thích luôn cái phần mà Quang thích ngồi ghế tài của con này. Ghế của chúng ta là ghế tài, ghế phụ chỉnh điện hết luôn nha. Và bây giờ Quang sẽ vào bên trong khoang nội thất đề máy cho các bạn xem. Đây, ga tự động nè, đầy đủ hết, auto đèn nè. Đó, xe thì đây, từ từ để nó lên hình đã. Đó, đặc biệt, cực kỳ đặc biệt luôn, lên cái hình xe nhảy ô đô 1.219 cây là chạy từ Nam nhưng mà chưa tới ra Bắc nữa, chạy tới nửa đường là dừng lại, không giờ quanh ngược vô lại vừa đủ 1.200. Đây màn hình luôn nha. Đó, camera 360 đồ. Đây, camera thì Quang cũng sẽ vô số dè cho các bạn xem luôn. Đây, camera 360 đầy đủ hết. Thì có một cái hướng, cái bên đây đang mở cửa. Đó, cameraman đang mở cửa thì nó sẽ hơi bị lệch tí thôi. Đó, cực kỳ nét luôn. Nói chung mà về Toyota thì là nếu như mà những ai mà kiểu như là bức thầy quản lý tài chính kinh tế thì con này là một sự lựa chọn hợp lý nha. Đó, dàn lạnh đồ còn rất là ngon lành luôn. Đó, tuy là phanh cơ nhưng mà vẫn thích phanh cơ hơn phanh điện tử, nó kéo, nó chân thật hơn. Đó, bài tì tay, eco mode, power mode, đồ, máy dầu, Fortuner. Và ok,
Bây giờ chúng ta cùng ra khoang động cơ đi, xem có động cơ của chúng ta nó có to như cái xe của chúng ta không nha. Và ok, Quang cũng xin nhắc lại, xe của chúng ta là Fortuner Legender, bản máy dầu, sản xuất 2022. Con này thì là bản một cầu thôi nha các bạn. Đó. Đây. Nắp cực kỳ chắc luôn. Nắp nặng ơi nặng luôn, cái nắp capo. Nặng hơn những cái bản thường nữa. Đó. Máy cực kỳ êm luôn. Nói chung là quay cực kỳ đánh giá cao máy dầu của bản Legender. Nó khá là êm, người ta làm cách âm nó rất là tốt đi. Nó không có như là những cái bản thường. Bản thường thì nó vẫn còn có cái độ rừng giống như là chúng ta ngồi trên xe tải. Còn riêng con này là ngồi lên cái độ rừng nó rất là nhỏ. Nó giống như Sorento Santa Fe vậy á. Thì xe Quang cũng bao cho các bạn là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước. Động cơ hộp số là nguyên zin. Xe này các bạn cũng có thể thấy rồi, về giờ chắc Quang cũng chỉ rửa sơ nước thôi. 1.000 cây máy còn rất là đẹp luôn mà. Đó. Và ok, Quang cũng xin nhắc lại, đây là Fortuner Legender sản xuất 2022, đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán. Đây mới là phần quan trọng nè, 1.195.000.000 nha. Và nếu các bạn thích cái mẫu xe này thì cứ nhấc máy lên liên hệ ngay cho bên Quang nha. Và nếu các bạn đang có nhu cầu bán xe hay là Quang ai bán xe á, thì các bạn cũng liên hệ, để lại thông tin bên dưới, bên Quang sẽ liên hệ lại cho các bạn. Thì nếu các bạn thích con xe này thì cho Quang xin một like, một share cũng như là một lượt đăng ký. Nhớ nhấn vào nút thông báo để nhận được những video mới nhất từ siêu thị ô tô Hà Nội nha. Và ok, hẹn gặp lại các bạn video sau. Con xe nắng quá nên giờ Quang cũng phải đi về thôi. Nắng quá các bạn ơi. Thì Quang cũng xin nhắc lại, đây là Fortuner Legender. Quên mở nắp.